cái mong muốn mà chúng ta được trẻ hơn, dù chúng ta bao nhiêu tuổi nữa nhưng mà được khen mình trẻ hơn, hoặc là bản thân mình ngắm mình trong gương mà mình trẻ hơn, mình sống khỏe hơn, đó là khát khao của rất nhiều người, đúng không các bạn? Tuy nhiên thì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là để mà chúng ta trẻ hơn thì chắc phải cần một cái sự cầu kỳ, tôi phải có thời gian, hoặc là tôi phải có điều kiện gì đó. Nhưng tuy nhiên một cái sự thật mà trong quá trình làm huấn luyện viên yoga và chăm sóc các học viên của mình, thì cái việc mà cơ thể chúng ta trẻ hơn, tươi tỉnh hơn thì nó liên quan đến cái thói quen cho cuộc sống của chúng ta. Phần lớn mọi thứ bạn đang có một ngày hôm nay nó đều sinh ra từ cái thói quen của mình. Chúng ta thấy rằng rất nhiều người phụ nữ ấy, họ có thể rất là lớn tuổi nhưng mà nhìn cảm giác rất là ở góc độ kể cả 60-70 tuổi nhưng mà cảm giác rất là phúc hậu, cảm giác rất là phúc hậu, cảm giác rất là yêu đời, đúng không? Có rất nhiều cái thói quen để tạo lên cuộc sống của họ. Có thể cuộc sống của họ không thể nào đầy đủ tiện ích giống như người khác, phải có kem dưỡng da tốt hay là cái điều kiện kinh tế tốt, nhưng mà cuộc sống họ, cái cảm giác khi chúng ta nhìn gặp họ, họ rất là trẻ, đúng không? Vậy thì có quá trình chăm sóc rất nhiều các học viên, đặc biệt là nữ giới chúng ta, thì cái bà tổng hợp lại đây là những cái thói quen mà chị em phụ nữ chúng ta cần phải lưu ý, nghĩa là chúng ta phải xây dựng cho mình những cái thói quen này để mà chúng ta trẻ hơn mỗi ngày nhá. Rồi, với cái thói quen đầu tiên thì mình thấy rằng là có một cái mà chúng ta khuyên nhau ấy là để tránh buồn miệng hay là tránh ăn vặt, chúng ta hay nhai kẹo cao su, đúng không? Thì cái thói quen này cũng là ở góc độ là khác thì sẽ là tốt trong giai đoạn ban đầu. Nhưng nếu chúng ta liên tục sử dụng nhai kẹo cao su thì bạn nhìn rằng một cái người mà có top tép nhai kẹo cao su thì nhìn có đáng yêu không? Đúng không? Kể cả lúc nói chuyện hay các thứ chẳng hạn. Và khi nhai liên tục như vậy thì cái xương hàm của bạn rất là mỏi. Nó rất là mỏi, ảnh hưởng đến các cái cơ trên xương hàm của chúng ta. Đặc biệt chúng ta lại hay nhai thì nó tạo cho chúng ta cảm giác, nghĩa là trong các cái kẹo cao su ấy là cũng có rất nhiều cái đồ ngọt trong đấy, như là có cái vị ngọt ở trong đấy, đúng không? Bạn nhai một lúc thì bạn thấy rằng nó nhạt rồi, bạn lại bỏ ra, bạn lại nhai cái mới, thì điều này cũng làm ảnh hưởng đến cái cơ thể chúng ta. Đôi khi bạn có thể bị tăng cân hơn, phản tác dụng. Thường thì sẽ là mấy anh nam giới thì anh ấy trong quá trình đầu tiên là kiểu như là cái thuốc lá chẳng hạn thì sẽ sử dụng. Nhưng chị em phụ nữ chúng ta thì cái ba khuyên rằng thì chúng ta nên tránh xa cái thói quen đấy. Và tốt nhất là không sử dụng để chúng ta có một thói quen lành mạnh hơn. Và đi kèm với cái thói quen là nhai kẹo cao su thì có một cái mà chúng ta cần phải cân nhắc. Đó là chúng ta hay thói quen là nhai nhiều hơn sang một bên. Ví dụ như các bạn nhìn thấy tớ cười như này chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà đôi khi ấy, cái miệng của mình nó bị đẩy sang bên phải rất là nhiều. Quá trình mình quan sát do thói quen là mình nhai, và nhai sang một bên thì bạn thấy rằng cái miệng của mình nó bị méo đi, đúng không? Nó làm cho mất sự tự nhiên, nhìn nó không được trẻ trung. Và khi nhai sang một bên thì một bên sẽ nhăn hơn và một bên thì căng hơn. Nên là chúng ta điều chỉnh là tránh cái trường hợp mà mình nhai nhiều hơn sang một bên. Ta cân đối, có thể ngay chẵn, ngay lẻ gì đó, hoặc là cân đều giữa hai bên để chúng ta cái bộ nhá, bộ hàm chúng ta nó được cân đối thì nhìn nó mới trẻ trung hơn. Thì trong các lớp học đào tạo huấn luyện viên như mà Kiba hướng dẫn ấy, thì có một cái là luyện cười. Thì đôi khi ở đây không có cái bút nào nhỉ, có cái bút ấy thì mình hay để cái bút, nghĩa là để cái bút ngang miệng này đó, giống như mấy cô tiếp viên hàng không ấy, là cô để ngang miệng để cho cái nụ cười nó tươi hơn chẳng hạn, nó cân đều giữa hai bên. Thì cái đó là chúng ta phải lưu ý là một cái thói quen là tránh nhai nhiều sang một bên các bạn nhé. Và thói quen thứ ba mà chúng ta gặp phải, chúng ta nên điều chỉnh, đó là cái việc mà chúng ta thường xuyên sử dụng tay của mình ấy, lau mồ hôi chẳng hạn, đúng không? Chúng ta lau mồ hôi, chúng ta lên thì cái tay mình nó khá là bẩn. Và nếu mà chị em phụ nữ chúng ta mà để ý rằng là cái việc cái làn da chúng ta nó phải giữ thật sạch, và tay chúng ta hàng ngày chúng ta động một cái nọ, động một cái kia, đặc biệt là lúc mà chúng ta hay chuẩn bị bữa cơm chẳng hạn ấy, và chị em phụ nữ chúng ta là hay phải vào bếp, đúng không? Thì cái hơi nóng nó lên thì đôi khi mình vuốt một cái điệu, nhưng mà tay lúc ấy chúng ta rất là nhiều dầu mỡ, và nó làm cho làn da của chúng ta nó bị xấu đi, nó bị sạm đi, thì chúng ta nên tránh cái tình trạng đấy. Hoặc rất nhiều người trong quá trình tập luyện yoga chẳng hạn ấy, khi bác bảo mang theo các cái khăn, và khăn phải khăn sạch chẳng hạn, chứ tiện là tập, đặc biệt những bài tập mà giảm cân chẳng hạn, trong các lớp học yoga giảm cân ấy, các cô chú kiểu như là rất da vã ra mồ hôi thì tiện tay lau vẹt vẹt thì kiểu như vậy thì nó làm ảnh hưởng đến làn da chúng ta, và chúng ta không nhìn nó không được trẻ trung. Nên mỗi cái thói quen nhỏ nhá, nó cộng dồn lại nó tạo thành thói quen lớn hơn. Và tất nhiên đi kèm với thói quen là dùng tay để lau mặt thì có thói quen là lặn mụn, thì cái thói quen này bản thân mình phải điều chỉnh rất là nhiều. Tiện đôi khi cứ ngồi đợi con đón con, hoặc là đợi bà xã chẳng hạn ấy, thì tiện cái gương trong xe thì mình cũng ngồi mình lặn, hoặc tiện tiện nhìn cứ ngứa tay lặn cái, thì việc là dùng tay, cái tay chúng ta nó không được sạch và lặn mụn như vậy thì làm cho cái mụn chúng ta nó càng ngày nó càng nhiều hơn, đúng không? Nếu mà ai mà học về kiến thức, tìm hiểu về chăm sóc da thì chúng ta tránh phải dùng tay
nặn mụn. Thì khi mình nặn da xong rồi mình phải có cái, như là phải có cái quy trình đầy đủ, chứ không tiện tay, tay đã bẩn rồi. Khi nặn da thì chúng ta có phải là lau sạch đi đâu, chúng ta có vệ sinh ngay đâu, giống như ở nhà đâu. Mà lúc đó chúng ta nặn xong thì cái vết bẩn nó lại chui vào cái các cái mụn đấy và làm cho cái mụn chúng ta nó càng ngày càng nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta tránh cái thói quen là sử dụng tay để nặn mụn các bạn nhé. Và một thói quen mà khá nhiều người gặp phải đó là thói quen chúng ta rất là ngại uống nước. Kiểu như là ăn thì nó dễ, nhưng mà uống nước thì đồ uống nó kiểu như nó nhạt miệng, đôi khi nó chả vui gì cả. Nhưng mà các bạn thấy rằng để cơ thể chúng ta nó được trẻ trung hơn thì nước là một thành phần quan trọng đối với cuộc sống chúng ta. Và nó giúp chúng ta đào thải các độc tố trong cơ thể, từ làn da, từ cái việc là bạn giảm cân hay là để giấc ngủ ngon hơn hoặc tinh thần chúng ta thoải mái hơn. Thì các bạn thấy rằng là khi chúng ta căng thẳng, chúng ta uống một ngụm nước vào, chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn rất là nhiều, đúng không? Bớt đi cái sự căng thẳng trong cuộc sống. Và nhiều khi chúng ta ngại uống nước nên là thành ra nó có một cái rất hay bị nhầm lẫn, khiến cho nhiều người bị tăng cân, ăn quá nhiều đồ ăn ấy. Đó là chúng ta hay bị nhầm giữa đói và khát, đói và khát, đói và khát. Do chúng ta không uống nước đều nên đôi khi chúng ta cứ hay nhầm là việc đói. Đôi khi đói đấy là do mình thiếu năng lượng, đói đấy do trạng thái là chúng ta khát nước, nhưng mà chúng ta lại nhầm sang là đói. Nó có một cái trạng thái mà trong cái lớp học yoga về giảm cân, khi ba hay nhắc mọi người ấy, là khi mà chúng ta bị đói, chúng ta cảm thấy đói thì chúng ta sẽ uống một cốc nước. Và sau khi nếu uống cốc nước xong mà bạn cảm thấy dịu cái cơn đói đi thì đó là lý do là cơ thể bạn đang thiếu nước, chứ không phải là bạn đang thiếu năng lượng. Nên là chúng ta hay bị nhầm giữa hai trạng thái đấy. Vậy thì thói quen ở đây là chúng ta xây dựng việc uống nước đầy đủ mỗi ngày. Thì trong lớp học về giảm cân, khi ba hay hướng dẫn các bạn ấy là chúng ta nên cứ khoảng tầm 15 phút chúng ta uống một ngụm nhỏ. Trung bình một ngày chúng ta nên uống khoảng tầm từ 2 lít đến 2 lít rưỡi tùy thể chất của mỗi người. Và trung bình nếu mà trong người các bạn nữ khoảng tầm 50, 55, 60 cân chẳng hạn thì chúng ta sẽ duy trì trong khoảng từ 2 lít đến 2 lít rưỡi. Nếu bạn vận động tập luyện nhiều hơn thì bạn sẽ uống nhiều hơn. Và nước ở đây là nước trắng nhá. Hoặc nếu bạn cho thêm cái gia vị gì đó vào, trà gì đó thì nó nhạt nhạt thôi. Nó chỉ đơn giản là làm chúng ta dễ dàng uống nước thôi, chứ không phải nước ở đây là nước ngọt. Các cái đồ nước ngọt mà kiểu như là Pepsi, tôi không thể đọc được tên nhãn hàng thì đôi khi người ta lại không thích điều đấy. Nên là bạn nhớ là nước ở đây là nước trắng thì cơ thể chúng ta nó mới trẻ hóa lên được, được không? Và đó là cái thói quen quan trọng là không uống nước thường xuyên, luyện tập uống nước thường xuyên, cứ 15 phút đều đặn mỗi ngày. Và đi kèm với thói quen đấy thì thói quen tiếp theo là thói quen mà chúng ta hay thức khuya. Do cái nhịp sống hiện đại bây giờ ấy, các bạn thấy rằng là chúng ta làm việc về đêm rất là nhiều, và buổi tối ở nhà thì đôi khi mình hay xem tivi, hay làm các hoạt động, và trên internet có khá nhiều điều, đặc biệt là TikTok hoặc là YouTube hoặc là Facebook, bây giờ là còn thêm chế độ về cái gì nhỉ, thước phim trên Facebook, và nó có rất nhiều cái nội dung hay. Nên đôi khi chúng ta hay thức khuya, và khi chúng ta xem xong nội dung thì lại giới thiệu sang nội dung khác, đúng không? Đôi khi thành nghiện, đôi khi chỉ cần nhỡ chẳng may bấm vào phần thức phim thôi, thế là ngồi im trong đấy cả tiếng đồng hồ, và cái điều ấy làm cho bạn thức khuya. Và tất nhiên thức khuya mà một cơ thể bình thường, nếu bạn không ngủ đủ tối thiểu một đêm, mà chúng ta không tối thiểu không ngủ đủ là 5 giờ thì nó rất là ảnh hưởng sức khỏe chúng ta. Và những người thức khuya thì các bạn thấy là khuôn mặt họ rất là già đi, đúng không? Già nua theo năm tháng. Và chị em phụ nữ chúng ta có không biết mong muốn điều đấy không? Và việc thức khuya ảnh hưởng đến cả cái tinh thần chúng ta nữa. Chúng ta thiếu ngủ lên hàng ngày nhìn nó không được tươi, và là cảm thấy giống như là già đi rất là nhanh. Bạn thử thấy rằng là cứ thẳng thức khuya khoảng 3-4 ngày xem, bạn cứ hỏi người xung quanh thôi, cảm giác mình đi già đi cả chục tuổi luôn ấy, đúng không? Và việc lo lắng, căng thẳng, các thứ nghĩ nữa thì chúng ta để ý điều đấy là chỉnh cho mình là cái giờ ngủ. Tất nhiên bây giờ nói là đang quen 1 giờ sáng mà bạn ngủ lúc 10 giờ tối thì sẽ khó. Nên là mình có thể điều chỉnh bằng cách là cứ mỗi ngày mình đặt chuông báo thức là đến giờ đấy là mình đi ngủ. Đến giờ đấy là mình cứ tăng dần lên. Giống như Kim Ba, ví dụ như mình là huấn luyện viên thì 4 rưỡi sáng sẽ phải đi dậy rồi. Nên là bắt buộc phải ngủ sớm, đúng không? Đấy là do công việc nó quy định như vậy. Nhưng nếu mà nhiều bạn sáng không có việc gì làm cả, thôi đôi khi cứ ngủ thêm một chút. Và điều đấy thì bạn hãy nhớ là một cái thói quen nhỏ thôi, và làm chúng ta già lua đi rất là nhiều năm tháng. Mà nữ giới chúng ta mà già đi thì đúng không? Lúc nào phải giữ cho mình tươi trẻ chứ, cười tươi tươi trẻ. Thì đó là nhớ là không được thức khuya nhá. Và thói quen tiếp theo mà các bạn cần lưu ý ở đây, đó là khi mà chúng ta sử dụng các thiết bị điện thoại. Bây giờ chúng ta có điện thoại rất là nhiều, đúng không? Và nếu mà mọi người có thể thử cái tính năng này nhé, thử tính năng là đo cái thời gian sử dụng ấy,
các cái ứng dụng trong điện thoại chúng ta, ví dụ trong iPhone nó có phần cài đặt, sau bạn đo, bạn xem cái thời gian sử dụng ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng giật mình là một ngày chúng ta sử dụng đôi khi đến hàng có nhiều người khoảng tầm 6-7 tiếng là việc chúng ta liên tục sử dụng điện thoại trong suốt cả một ngày. Và khi chúng ta sử dụng điện thoại, chúng ta hay cúi đầu xuống như thế này đúng không? Và trạng thái cúi đầu xuống làm hủy diệt cái cổ chúng ta rất là nhiều. Và đó là lý do tại sao trong lớp học của Kiba các cái vấn đề về cổ, vai, gáy này, về cột sống lưng càng ngày càng nhiều hơn. Và khi mà chúng ta sử dụng điện thoại, chúng ta hay gù lưng lại này, đúng không? Và gù lưng lại nhiều là cơ bụng nó lỏng ra đúng không? Cơ bụng lỏng ra thì nhìn cơ bụng là chúng ta biết rồi đúng không? Cơ bụng càng thon gọn nhìn có phải càng trẻ trung không? Đúng không? Người nó mảnh mai trẻ trung, nhưng mà cơ bụng mà cứ tròn lên một cái như thế thì làm sao mà trẻ được? Đó, thì từ cái thói quen đấy nó làm cho trạng thái cơ thể chúng ta bụng lỏng ra, bị yếu cơ đi, xương khớp bị nhiều hơn. Đó, nên là chúng ta phải điều chỉnh là cái việc là duy trì cho mình là cái dáng ngồi thẳng. Thì một số người mà quen việc luyện tập thường xuyên hàng ngày thì được huấn luyện viên nhắc nhở liên tục thì chúng ta tạo thói quen, và khi vận động thì chúng ta điều chỉnh được cái cơ xương khớp của mình. Nhưng mà đấy là việc tập là tập, nhưng mà thói quen là ví dụ như giống việc ngủ khuya ấy, là bạn cứ cầm điện thoại thôi, bạn cầm liên tục vào máy móc, thì chúng ta lưu ý là chúng ta giữ lưng mình thẳng mới lên, nâng cao điện thoại lên, hoặc là bạn mua cái giá đỡ chẳng hạn, giá đỡ thì chúng ta điều chỉnh dần thì nó mới tốt cho sức khỏe chúng ta và nhìn khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Thì cái việc mà sử dụng điện thoại thì cũng có một cái ba nhấn mạnh hơn, đó là cái thói quen mà hay nằm ngủ sai tư thế. Một số người là hay sử dụng điện thoại xong rồi chúng ta nằm nghiêng sang một bên như thế này đúng không? Thôi các bạn ngủ luôn đúng không? Thì những người chắc chắn là sẽ bị vấn đề về cổ vai gáy rất là nặng luôn. Tại vì khi chúng ta nằm này thì cái gối nó mềm mà, nó hay bị chìm xuống một tí, nó che một nửa mắt chúng ta. Thì chúng ta hay gồng cơ để chúng ta nâng cái cổ chúng ta lên, nhưng mà do chúng ta tập trung vào chiếc điện thoại quá nên là chúng ta bị liên tục khoảng 3-4-2 tiếng mà nó sơ cứng cơ lên. Bạn thể ý rằng là khi bạn sử dụng điện thoại mà bạn nằm thì sáng dậy bạn thấy mỏi hết dã hết một cánh tay. Đó, thì nó ảnh hưởng. Và sau mà chúng ta ngủ thiếp đi chẳng hạn thì nhiều người hay có cái trạng thái ngủ là co tròn lại đúng không? Thì lúc đầu nó cảm thấy rất là dễ chịu, nhưng mà cái tư thế đấy cũng ảnh hưởng rất nhiều, là làm cho cái nhịp thở mình nó bị cản trở trong cái nhịp thở của mình. Thứ hai nữa, nếu mà ai đó để ý về da mặt chúng ta ấy, cái làn da, chúng ta ngồi nằm nghiêng sang một bên nó phải là ép méo hết cả mặt như này không? Đấy, thì cũng ảnh hưởng là làm cho chúng ta có những cái lớp nhăn nó không được đẹp, không được tự nhiên. Nhớ là một thói quen nhỏ thôi. Trong một cái nghiên cứu mà cái ba tìm hiểu đấy là về cái việc làn da ấy, có một nghiên cứu là một tài xế họ lái xe liên tục hàng ngày, công việc lái xe, và do lái xe nên là má bên trái liên tục tiếp xúc ánh nắng mặt trời, nên là sau một thời gian khoảng mười mấy năm lái xe thì cảm giác rất nhìn rất là rõ là mặt bên trái thì giống như ông cụ luôn, mặt bên phải thì còn thì zin hơn đấy. Nhưng mà ở đây để hiểu là khi chúng ta liên tục nằm ngủ mà nghiêng má sang một bên thì cái bên má kia bị tiếp xúc mà nó bị nhăn, và nó ảnh hưởng đến cái độ trẻ hóa trong cái cơ thể của chúng ta. Nên chúng ta điều chỉnh cái dáng ngồi, dáng ngủ của chúng ta. Cái hay ho nhất là chúng ta nên nằm ngửa, thấy nhá, hay nhất là nằm ngửa, cân bằng thoải mái cơ thể chúng ta thì nó sẽ tốt cho cái việc là cái cơ thể của bạn. Và cái thói quen cuối cùng mà tôi muốn bật mí các bạn đó là cái việc mà chúng ta lạm dụng cái đồ ăn ngọt. Bây giờ rất nhiều các đồ ăn mà nó ngậy, nó ngọt, các quán BBQ mở rất là nhiều đúng không? Và khi sử dụng các đồ ăn mà có chỉ số đường huyết nó cao như vậy thì nó làm tăng chỉ số đường huyết chúng ta, và trong cái đồ ăn đấy cái chỉ số calo nó rất là nhiều, và việc chúng ta nhìn nó tăng cân nhanh. Và các bạn thấy hình dung rằng là nếu mà cái việc mà cơ thể mà nhìn cho tròn như vậy thì làm sao mà gọi là tươi trẻ được đúng không? Cơ thể nó phải mảnh mai. Thì cái thói quen từ cái việc thói quen là nghiện đồ ăn ngọt, và nghiện đồ ăn ngọt thì ảnh hưởng đến cái gì nữa ngoài việc bị tăng cân, chỉ số đường huyết, hoặc là bị mỡ máu, huyết áp, tim mạch, và một cơ thể nhiều bệnh tật như vậy thì làm sao mà trẻ được đúng không? Do vậy thì điều chỉnh toàn bộ cái thói quen này thì các bạn liệt kê ra một cách mà mẹo thì bạn hướng dẫn các bạn là các bạn liệt kê hết lại các cái này, và sau một ngày ấy, sau một ngày bạn tích à? Hôm nay mình đã để ý đến việc cầm điện thoại chưa? Hôm nay dáng ngồi mình đã thẳng chưa? Hôm nay mình đã hạn chế trong việc ăn quá nhiều đồ ngọt, chỉ số calo cao chưa? Hôm nay mình nằm ngủ đã đúng cách chưa? Hôm nay mình đã uống nước chưa? Đúng không? Thì bạn tích. Cái việc mà chúng ta muốn có một thói quen là phải có sự kỷ luật. Không phải làm một ngày được ngay, mà từng ngày, dần dần chúng ta nhìn mới tươi trẻ hơn. Đó. Các bạn mà nhìn những người làm huấn luyện viên thể thao ấy, yoga ấy, thì có phải là họ nhìn họ năng lượng không? Nhìn họ vui không? Nhìn họ trẻ không? Thì có phải không hẳn là họ hiểu biết đâu, mà cái việc là họ có một cái thói quen. Tất nhiên là vì cái vị thế, vì cái nhân hiệu là mình là huấn luyện viên nên mình phải làm gương người khác. Đúng là như vậy mà. Khi chúng ta có thói quen như vậy thì nhìn nó trẻ tươi trẻ hơn. Thì đó là cái mà Kiba bật mí đến đặc biệt các chị em chúng ta. Đặc biệt là để ý là từ cơ thể, từ làn da của mình,
mình điều chỉnh mỗi ngày, chứ không ngày nào cũng hỏi thầy ơi tập bài gì. Tập bài nó chỉ là một phần thôi, quan trọng là thói quen. Tất nhiên việc ở cạnh những người mà suốt ngày nhắc như vậy thì chúng ta sẽ có thói quen nó tốt hơn hàng ngày. Đó là lý do ví dụ như trong chương trình về khóa học về giảm cân ấy, một cái bài đang hướng dẫn rất nhiều chị, hàng nghìn học viên luôn ấy, chứ không phải một vài chị đâu. Thì cái việc ngày nào cũng phải đi nhắn từng người một, hỏi hôm nay uống nước chưa, báo cáo đi. Xong rồi lại chị quên ngày nào cũng phải nhắc đi nhắc lại, hôm nay ăn cái gì, liệt kê cho em nào. Đó thì lại đưa ra danh sách, thôi hôm nay chị ăn buồn miệng, chẳng lẽ lại nóng tính kiếm viên gạch. Tất nhiên thì không quát được học viên, nhưng mà ý nghĩa là phải huấn luyện cái thói quen của mình chứ. Huấn luyện viên chỉ nhắc nhở mình hàng ngày thôi, mình có ý thức. Trẻ thì ai hưởng, trẻ thì mình đẹp mình hưởng, chứ huấn luyện viên hưởng đâu, đúng không? Tất nhiên thì nếu mà chăm sóc mà bạn không ra kết quả thì phải huấn luyện viên buồn không? Và như vậy thì mình cũng mất cái thời gian của cả hai bên. Thì đó là cái mà tổng hợp lại để chia sẻ với chị em chúng ta là quá trình nỗ lực thay đổi cái thói quen mình để mình trẻ đẹp hơn nhá. Thì nhớ ghi xuống toàn bộ điều này. Và tất nhiên còn nhiều cái mẹo khác nhau, các cái cách khác nhau thì cần thêm cái gì thì tôi sẽ tổng hợp lại, tôi quay lại video, tôi chia sẻ cho các bạn và các bạn xem và thay đổi cái nhịp sống của mình để chúng ta trở nên xinh gái hơn, đúng không? Và hẹn lại mọi người trong những cái chia sẻ tiếp theo. Xin chào.